Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 4 năm 1950, Hội Những Người Viết Báo Việt Nam, nay là Hội Nhà Báo Việt Nam được thành lập. Và chúng ta nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa lớn và là một nhà báo vĩ đại. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi báo chí là một thứ vũ khí sắc bén, đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác không tách rời hoạt động báo chí. Các tác phẩm báo chí của Người có nội dung vô cùng sâu sắc và hết sức mẫu mực về hình thức thể hiện, tạo nên một phong cách độc đáo, phong cách báo chí Hồ Chí Minh. Muốn hoàn thành những nhiệm vụ của mình, báo chí cách mạng phải có những nguyên tắc chỉ đạo nhất quán của nó. Nguyên tắc đó là gì? Bác khẳng định, chính trị phải làm chủ, đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng. Người chỉ rõ, đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Vì vậy, cách viết bài báo phải đơn giản, dễ hiểu, ngôn ngữ phải trong sáng, tránh dùng từ nước ngoài. Việc xác định đúng đối tượng phục vụ của báo chí cũng có nghĩa là nhà báo phải biết lựa chọn những nội dung gì nên viết, cái gì không nên viết. Viết phục vụ nhân dân thì nhất định phải chọn cái gì có lợi cho dân và phục vụ cách mạng. Phong cách báo chí Hồ Chí Minh là sự tổng hòa những đặc điểm độc đáo, sinh động và giàu tính thẩm mỹ về tư tưởng đạo đức, về đề tài, thể loại, kết cấu và văn phong, cũng như các hình thức thể hiện trong các tác phẩm. Cơ sở tư tưởng của phong cách báo chí Hồ Chí Minh là vì những quyền lợi của con người cơ bản và các giá trị làm người. Đây cũng là mục đích, là nội dung khái quát các tác phẩm báo chí của Bác Hồ. Bác vận dụng mọi hình thức thể loại để biểu đạt nội dung, nhằm mục đích giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình để phục vụ quần chúng. Là một nhà báo vĩ đại, kỳ tài, Bác Hồ không lệ thuộc vào hình thức thể loại của bài viết, chỉ cốt trình bày tốt nhất nội dung, thể hiện rõ nhất chính quan điểm của mình. Thường là Bác kết hợp một vài thể loại trong bài viết của mình, tạo nên một sắc diện tươi tắn, sinh động và biến hóa cho tác phẩm, nhằm làm cho quần chúng nhớ được, hiểu được và làm được. Dòng chảy báo chí Hồ Chí Minh là dòng chảy từ chính cuộc đời nhân văn cao cả đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại của người. Hồ Chí Minh làm báo, viết báo để phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và nhân loại. Khi đất nước đã giành được độc lập, Đảng đã cầm quyền, Bác viết các bài báo để sửa đổi lối làm việc và các bài cần kiệm liêm chính, đạo đức cách mạng. Người phê phán thậm chí lên án các căn bệnh ấy, coi đó là một thứ giặc nội xâm, là kẻ thù của Đảng, của dân tộc. Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong tác phẩm Hồ Chí Minh một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp đã viết: Hồ Chí Minh là nhà chiến lược, nhà lãnh đạo, nhà tổ chức, đồng thời là nhà văn hóa, nhà báo, nhà thơ lớn. Suốt cuộc đời Hồ Chí Minh là cả một cuộc chiến đấu trên mặt trận văn hóa, báo chí với một văn phong đa dạng, nhiều sắc thái mà nổi bật lên tính quần chúng, cách suy nghĩ và biểu đạt dân gian dễ hiểu, đi sâu vang vọng trong lòng người, gợi mở những tư tưởng lớn lao, thúc đẩy những việc làm tốt đẹp bằng những lời lẽ giản dị, giàu hình tượng, nói lên những điều lớn lao bằng những dòng chữ nhỏ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 4, nhớ về nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh, đội ngũ những người làm báo Việt Nam đã và đang không ngừng rèn luyện để có mắt sáng, lòng trong, bút sắc, xứng đáng là những nhà báo, chiến sĩ phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Chuyên mục chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.